Tập 13. Túi thơm trong ngọc chẩm này có thể giúp ngủ ngon giấc. Xin Đoạn đại ca vui lòng nhận lấy. Được. Đoạn đại ca, xem ra vết thương của huynh đã khỏi hẳn rồi. Phải đó, ngày mai phải bẩm báo lên hoàng thượng. Tìm ta có việc gì sao? Mấy ngày nữa là lễ thất tịch, làng Lâm Điện mở yến tiệc. Vệ Thanh đến là để mời Đoàn đại ca đến dự lễ thất tịch. Phải, mấy ngày lễ Tết này của con gái vốn dĩ không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ là mọi người rảnh rỗi nên thích lập một danh sách bài yến tiệc tụ tập. Huynh nhất định đến đó. Được, ta nhất định sẽ đi. Nhưng mà để đừng coi trước mặt mọi người chút rượu cảm ơn nữa. Lần này xin đệ đó, ta đã nhận 3 phần thưởng rồi, để còn suốt ngày cảm ơn nữa. Đoạn đại ca, huynh bất chấp tính mạng cứu ta, ta mới là người không công mà hưởng lộc đó. Huynh đừng có ngại, chức vụ cung giám của đệ còn không bằng 3 món quà của tỷ tỷ đệ tặng cho ta. Ta đã mãn nguyện rồi. Được rồi, được rồi, vậy ta sẽ không cảm ơn huynh nữa. Đón lễ thất tịch, chúng ta sẽ giống như mấy nữ nhi đó, không nói gì khác, chỉ bàn đến nhân duyên. Đến lúc đó ta bảo tỷ tỷ kết dây tơ hồng cho huynh. Đoạn đại ca, đã qua lâu như vậy rồi, huynh cũng nên buông bỏ người con gái ở ngoài thành kia đi. Hơn nữa, nếu như sau này cha huynh quay về, nhìn thấy huynh vẫn một thân một mình, cũng sẽ không an tâm đâu. Có phải không? Sao không buông bỏ tình cũ để bắt đầu lại từ đầu chứ? Tỷ tỷ luôn nhanh như vậy, quả nhiên là thông minh khéo léo. Chức nữ nhất định sẽ phù hộ cho tỷ tỷ có một lang quân như ý. Hà Nhi sắp bày tiệc rồi, vẫn còn ngồi đây làm sao? Hà Nhi, con tìm gì vậy? Sắp bày tiệc rồi, mau đi phụ giúp. Đâu rồi nhỉ? Hà Nhi, con đang tìm gì vậy? Chẳng lẽ là đánh rơi kim? Sao con bất cẩn như vậy chứ? Năm trước ta bảo con sâu kim cầu nguyện, con lại chẳng để tâm. Sao bây giờ lại cùng họ trốn vào một chỗ để sâu kim vậy? Lẽ nào con... Mẫu thân, người đừng nói linh tinh. Không có, có gì phải ngại chứ? Trong lòng con có ai đó mới tốt. Là ai vậy? Ta có quen không? Đã bày tỏ tâm ý với người ta chưa? Hay là ta đi nói dung vào cho con? Rốt cuộc là ai vậy? Người đừng có nói linh tinh. Thật sự không có. Vệ Thanh, Đoạn Bộc Xạ, làm phiền hai người qua đây một lát. Mẫu thân, đi. Được. Vừa nãy Hà Nhi không cẩn thận đánh rơi mất kim thêu, ta già cả mắt kém, hai vị có thể giúp ta tìm được không? Không thành vấn đề. Nếu như đây là kim thêu bình thường thì cũng kệ, nhưng ai bảo con bé học người ta xe chỉ luồng kim dưới trăng để cầu phúc vào ngày 7 tháng 7 chứ. Mẫu thân, nếu như không tìm thấy thì sẽ mất đi niềm tốt. Có phải cái này không? Đoạn Bộc Xạ, cậu đúng là tinh mắt. Đa tạ Đoạn đại ca. Vốn dĩ Thẩm Hà cô nương thông minh khéo léo, đâu cần phải cầu chức nữ. Đoạn đại ca quá khen rồi. Phải đó, phải đó. Ai có thể cưới được Hà Nhi của chúng ta thì đúng là có phúc mà. Mọi người nói xem có phải không? Phải phải, đương nhiên rồi. Bài tiệc rồi, Vệ Cơ đang gọi bà đó. Còn không mau đi. Không biết có phải hoàng thượng sắp đến không? Bà mau đi chuẩn bị đi. Sao không nói sớm? Mau lên đi. Mau lên. Có công giúp con giải dây, con nợ ta một ân tình đó. Ngày mai thay ta tới vườn Lâm Nguyễn lựa chọn trái cây, ta đỡ phải chạy đi chạy lại. Dạ, cảm ơn vị thúc thúc. Bài tiệc rồi, chúng ta cùng vào đi. Đi. Thẩm Hà, ngày mai ta cũng đến Lâm Nguyễn, ta đi giúp cô. Vậy sao được chứ? Việc nhỏ mà. Thẩm Hà, Đoạn đại ca, sao lại là huynh? Phải đó, sao là cô?
Đoàn đại ca, xin lỗi, xin lỗi nhé. Thẩm Hà, hôm nay đột nhiên ta có chuyện, phải tìm Quân Hầu bàn bạc, sợ là không thể cùng cô đi hái trái cây rồi. Nhưng ta đã tìm Đoàn đại ca tới thay ta. Đoàn đại ca, lúc trước chưa nói rõ với huynh, xin lỗi nhé. Hôm nay chỗ này nhờ huynh đó, hy vọng huynh có một bắt đầu mới. Cáo từ. Vệ Thanh, Vệ Thanh. Vậy chúng ta đi hái trái cây thôi. Mời. Vừa nãy Vệ Thanh nói với huynh bắt đầu mới là ý gì vậy? Không có gì, chỉ là bảo ta vết thương khỏi rồi phải đi lại nhiều hơn, để cơ thể có thể khỏe mạnh lại. Ta... Cô nói trước đi. Ta muốn hỏi là hình như Đoạn đại ca bị nội thương, tại sao khỏi nhanh như vậy? Phải, canh bồi bổ dịch đại thuốc hầm cho ta rất tốt. Hơn nữa tử phu còn làm túi thơm cho ta, để trong ngọc chẩm, quả thực có thể giúp ngủ ngon giấc. Nhưng ta thấy Vệ Thanh, vết thương trên người huynh ấy vẫn còn, cũng không biết đã khỏi hẳn chưa, thì đã bắt đầu chạy đôn chạy đáo rồi. Cô xem vẻ mặt cậu ấy phấn khởi hào hứng, chắc là không sao đâu. Hơn nữa cậu ấy mới thăng chức, muốn tận trung với chức trách của mình, đây là chuyện tốt. Phải rồi, vừa nãy huynh muốn nói gì? Ta chỉ muốn hỏi cô là cần hái những quả gì? Lê, đào, còn cả mận nữa. Những thứ này đều là hoa quả bình thường Vệ Thanh rất thích ăn. Tử phu cũng rất thích những quả này. Ta nhớ lúc nhỏ mùi ấy thích ăn mận chua. Ta thường trèo lên cành cây, chọn những quả chưa chín cho cô ấy, còn hái thêm mấy chiếc lá cây nữa, vì cô ấy thích dùng lá cây để thổi kèn lá. Vệ Thanh cũng thích thổi kèn lá. Trước kia ở Bình Dương phủ, lúc bọn ta tập thổi, Vệ Thanh luôn trốn sau cửa nghe trộm. Có lúc bị ta phát hiện, ta sẽ đuổi huynh ấy đi. Sau này, chỉ cần mỗi lần huynh ấy nhìn thấy ta, đều sẽ cho ta những thứ này, muốn ta đừng đuổi huynh ấy. Những quả này vừa mới chín, hợp khẩu vị tử phu nhất. Bánh điểm tâm làm từ những bông hoa cắt cánh này là thứ mà Vệ Thanh và tử phu đều rất thích ăn. Tham kiến công chúa. Làm phiền công chúa rồi. Thần thực sự có chuyện quan trọng, muốn mượn bản vẽ thi công của quân hầu. Nhưng mà ngày ấy không có trong Kiến Chương cung, chàng ấy cũng không có ở đây. Ta cũng muốn tìm chàng ấy. Vệ Thanh, gần đây ngươi luôn ở cùng với quân hầu, có phát hiện chàng ấy có hành vi bất thường gì ở bên ngoài không? Thần thực sự không hiểu ý công chúa. Ta nhận được tin tức chàng ấy thường qua lại thân mật với một người phụ nữ. Ngươi thực sự không biết sao? Ngươi nói thật cho ta biết, có phải chàng ấy ở bên ngoài có gia đình khác không? Công chúa, quân hầu luôn cẩn thận giữ gìn phẩm hạnh, sao có thể làm ra loại chuyện này? Xin công chúa đừng nhẹ dạ cả tin lời đồn. Ngươi đừng binh vực chàng ấy. Không phải thần binh vực, là thẳng thắn nói cho người biết. Thần và quân hầu tuy gần đây không thường xuyên cùng nhau, nhưng ít nhất ở trước mặt thần, quân hầu không có gì không ổn. Có phải công chúa nghĩ nhiều quá hay không? Là ta đã tận mắt nhìn thấy, như vậy bảo ta không tin thế nào được? Đợi chàng ấy quay về, xem ta xử lý chàng ấy thế nào. Công chúa, bẩm công chúa, quân hầu quay về rồi. Chàng ấy ở đâu? Quân hầu đi vào từ cửa bên, sau đó vào thẳng trong phòng. Quả nhiên là chột dạ. Đường đường là Bình Dương hầu, chủ nhân của hầu phủ này, sao phải vào trong phủ bằng cửa sau chứ? Là do đã làm chuyện gì khuất tất sao? Bên ngoài có một số tin đồn đề cập tới quân hầu. Ta muốn hỏi xem, những tin đồn này là thật hay giả? Công chúa đang nói đến tin đồn gì vậy? Trong chàng lén lút như vậy, chắc trong lòng chàng nên hiểu rõ. Công chúa, con người không phải bậc thánh hiền, ai có thể không mắc lỗi chứ? Hơn nữa, đừng nói những lời sáo rỗng đó. Ta chỉ cần một câu nói thật của chàng. Có phải chàng đã có gia đình khác ở bên ngoài không? Có phải không? Phải. Chàng trả lời rất thẳng thắn. Tào Thọ chàng là người như thế nào?
cha cũng thừa nhận rồi. Không chiến công, không tài đức, bổn công chúa nương thân gả cho chàng nhiều năm như vậy, đâu có chỗ nào hổ thẹn với chàng. Vậy mà chàng lại có gia đình khác bên ngoài. Ta hỏi chàng dựa vào đâu chứ? Ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Bây giờ đã rất hối hận. Chàng làm ra chuyện tai tiếng như vậy, đương nhiên phải hối hận. Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Ta muốn xem cô ta có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho kẻ nhát gan như Bình Dương Hầu cũng dám lừa dối bổn công chúa. Cô ấy không có bản lĩnh gì cả, chỉ là một cô gái mồ côi đáng thương. Ta gặp được khi đi thu tô ở Thái Ấp, nhìn thấy cô ấy đáng thương. Vì thương hại nên nảy sinh tình yêu. Bây giờ chuyện đã phanh phui rồi, ta e là cô ta sẽ khó làm ra vẻ đáng thương nữa. Chỉ sợ là sắp biến thành hồ ly tinh, bị thiên hạ chửi rủa. Công chúa, xin nàng đừng chế nhạo cô ấy nữa. Người cũng đã chết rồi. Chết rồi. Xem ra ông trời cũng không bằng lòng tác thành cho hai người rồi. Công chúa nói phải. Đây cũng xem như là hình phạt ông trời dành cho ta. Công chúa, nàng đại nhân đại lượng, người ta đã khó sinh dẫn đến cái chết rồi. Công chúa đừng so đo nữa. Khó sinh? Chàng và cô ta có con rồi. Là con trai. Đứa bé vừa ra đời thì đã mất mẫu thân, không có chỗ dựa, đáng thương quá. Vì vậy ta đã bế nó về phủ. Chàng còn đưa nó về phủ? Ta đã bảo thường tổng quản đưa đến phòng khách rồi. Chàng đúng là to gan bằng trời. Vậy mà chàng lại không xem ta ra gì. Lẽ nào muốn Bình Dương công chúa ta phải thu nhận và giúp đỡ nó sao? Không phải. Nếu đã không phải, vậy chàng định xử lý đứa bé đó như thế nào? Không phải ta muốn công chúa thu nhận đứa bé này, mà là muốn để công chúa nhận đứa bé này làm con ruột. Chàng nói gì? Từ trước đến nay, con trai trưởng sinh ra không phải chính thất, không thể kế thừa tước vị. Nhưng đứa bé này là con ruột của ta. Ta không thể để nó không danh không phận lưu lạc bên ngoài. Tương lai chức vị Bình Dương Hầu này cũng phải có người kế thừa. Ta chỉ xin công chúa xem nó như con đẻ, nhận nó làm con. Chàng có biết bao nhiêu năm qua ta đã chịu bao nhiêu ấm ức không? Ta biết. Chàng biết. Chàng biết mà tại sao vẫn còn làm như vậy? Con riêng của chàng và người phụ nữ khác lại muốn ta nhận làm con ruột. Vậy người ta sẽ nhìn ta bằng ánh mắt thế nào đây? Tương lai đứa con vợ lẽ này trở thành con trai trưởng, vậy con trai ruột của ta lại thành con thứ sao? Chẳng lẽ chàng cũng cho rằng ta không thể sinh con cho chàng sao? Công chúa cũng nói rồi đó. Bao nhiêu năm qua nàng không sinh được con. Xem ra ta vẫn nên đến vào ngày mai thì hơn. Được, cáo từ. Công chúa. Công chúa. Công chúa. Công chúa.
công chúa. Công chúa. Công chúa. Công chúa. Thần có hơi mạo phạm, xin công chúa thứ lỗi. Ta từng nói, đã là cung giám kiến chương cung thì không cần hành lễ, cho dù thần ở vị trí nào cũng sẽ không quên ơn tái tạo của công chúa, sẽ ghi nhớ lời hứa với công chúa, cả đời làm trâu làm ngựa cho công chúa. Đi lấy rìu với con ngựa này rồi mang đi theo. Công chúa, chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Khởi bẩm công chúa, có con ngựa mẹ sắp sinh nhưng đột nhiên bị sốt rét, để tránh nó làm liên lụy đến con ngựa khác, chỉ có thể giết nó. Tiểu nhân xin cáo lui trước. Thần đi xem xem. Họ nói ngựa con trong bụng ngươi hết cách chữa rồi, sắp phải giết các ngươi rồi. Sao vậy? Ngươi muốn sinh nó sao? Được, ta giúp ngươi. Ta cũng giúp. Vệ Thanh, chúng ta cùng giúp nó. Dùng sức. Mạnh lên. Dùng sức. Dùng sức. Sống chết vô thường, thay đổi bất ngờ, không có gì bi thương hơn chia ly ngay trước mắt. Công chúa có nhớ câu tiếp theo là gì không? Không có gì vui vẻ hơn thân quen với một người mới, nhưng nó đã lẻ loi một mình rồi, ở đâu ra thân quen nữa chứ? Không phải chính là công chúa sao? Nếu như công chúa bằng lòng, vậy tính thêm cả thần. Vậy cũng phải. Quả thực chúng ta là những người thân quen với nó đầu tiên. Hay là thế này đi, chúng ta đặt tên cho nó. Thần nhớ có một loại chim trường sinh, màu sắc sặc sỡ, bay qua bay lại không trốn về, thông qua ngũ âm truyền tin vui. Huynh nói là chim loan mà Đi Khương dân tặng vào thời Chu Thành Dương, chính là nó. Được. Chim loan vui vẻ khi hót déo von, gặp được nó thiên hạ ổn định là vật may mắn. Ta hy vọng con ngựa này cũng có thể giống với chim loan, tùy ý cất tiếng hát, tùy ý bay cao. Được, vậy thì gọi là phi loan đi. Phi loan. Được. Để nó làm theo ý mình, không uổng đời này. Làm theo ý mình, không uổng đời này. Con à, con là con trai của ta, nhưng lại không kế thừa được vị trí của ta. Là con không có phúc. Đây đều là lỗi của ta. Đừng trách đứa bé này không có phúc. Đã đặt tên chưa? Mẫu thân nó mang thai 10 tháng, lẽ nào trong thời gian này đến tên mà chàng cũng chưa đặt cho nó sao? Có Tào Tương. Tương trong tương trợ.
Tương, Bình Dương hầu đến đời của huynh, thanh danh đã tàn rồi. Huynh muốn nó đi tương trợ ai đây? Phu nhân, nàng là bậc nữ trung hào kiệt, có hoài bão lớn. Kể từ khoảnh khắc nàng gả cho ta, ta đã hạ quyết tâm cùng nàng làm rạng danh cửa nhà. Đáng tiếc ta không có tài, không thể làm gì được. Bây giờ may mắn có được đứa con, ta chỉ có thể trông chờ nó có thể giúp công chúa được như ý nguyện, được tôn vinh, lập công trạng. Tương, mong được tương trợ, mong được tương trợ phu nhân. Lời chàng nói lúc nào cũng dễ nghe. Lúc đầu chàng nói với ta, có một mình ta đã mãn nguyện rồi, nhiều năm không thể mang thai, bỏ đi. Những lời này của chàng khiến ta luôn cho rằng mình rất hạnh phúc. Quá ra công chúa, đó đều là những lời thật lòng của ta. Ta chưa từng ghét bỏ công chúa vì không sinh được con. Ta chỉ hận bản thân mình không tài không đức, lại không thể làm rạng rỡ tổ tông. Chỉ mong Tương Nhi là hy vọng duy nhất của ta. Xin công chúa tác thành. Chàng nói nghe nhẹ nhàng lắm. Chàng cho rằng ta tác thành là ta tác thành sao? Chàng muốn nói kế thừa tước vị. Sau này hoàng thân quốc thích chắc chắn sẽ dị nghị. Chàng bảo công chúa ta đây còn mặt mũi nào nữa chứ? Chàng nghĩ hoàng thượng sẽ cho phép sao? Hai vị thái hậu sẽ cho phép sao? E là thiên hạ này không thể dung nạp Tương Nhi. Là phụ thân không tốt. Phim được thuyết minh bởi Aramad Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đừng sợ gì hết, có mẫu thân ở đây. Mẫu thân sẽ gánh vác mọi chuyện. Công chúa, ta có lỗi với nàng. Công chúa, Tào Thọ ta cứ được người vợ như vậy, từ nay về sau chỉ xin công chúa có thể vui vẻ an khang. Cho dù Tào Thọ ta có tổn thọ cũng sẽ không nuối tiếc. Không, không thể giữ đứa bé này được. Chọn ngày rồi phế tước vị, trục xuất hắn và đứa bé ra khỏi phía Bắc Trường Thành. Không được, đây là ý của mẫu hậu. Bất kể Tào Thọ đã làm gì, bây giờ Tương Nhi đã vào phủ, nó vô tội. Trẫm không thể để tỷ tỷ chịu ấm ức được. Bình Dương công chúa kiêu ngạo, uy phong lẫm liệt mà trẫm muốn thấy. Bây giờ ở đâu chứ? Bệ hạ, rượu đã nấu xong rồi, bệ hạ nếm thử đi. Rượu này ngửi có vẻ chua và đắng, chẳng không uống. Bệ hạ, một chút chua và đắng có là gì chứ? Hơn nữa vừa nãy bệ hạ nói nhiều như vậy, chắc chắn khát rồi. Uống chút rượu giải khát đi.
Mùi vị chua và đắng này, trẫm không muốn để tỷ tỷ chịu đựng một cách uổng phí. Bệ hạ, rượu tuy lúc đầu nếm thử có vị chua và đắng, nhưng nếm kỹ sẽ thấy thơm và ngọt. Hơn nữa rượu này những người khác nhau sẽ nếm được những mùi vị khác nhau. Sao bệ hạ không nghe thử xem công chúa nói thế nào? Không phải là yêu chồng sâu đậm sao? Thậm chí là yêu ai yêu cả đường đi, thà tự mình chịu ấm ức để bao dung cho hai cha con kia. Tỷ tỷ, tỷ có biết mẫu hậu và trẫm yêu thương tỷ thế nào không? Từ nhỏ trẫm đã chân thành tôn kính tỷ tỷ. Tỷ tỷ xuất giá, trẫm càng hy vọng tỷ tỷ có một chốn trở về tốt đẹp. Nhiều năm nay Tào Thọ không có công lao, không có chiến tích, nhưng thấy hắn một lòng đối tốt với tỷ, trẫm vẫn vui vẻ giữ thể diện cho hắn, để hắn nở mày nở mặt. Vậy mà hắn còn ở bên ngoài. Đương nhiên tỷ tỷ hiểu được nỗi khổ tâm của bệ hạ. Chỉ là ta nghĩ tỷ tỷ cũng có nỗi khổ của tỷ. Đệ đệ thương xót tỷ tỷ, tỷ tỷ biết. Nhưng trong lòng tỷ tỷ thế nào, đệ chỉ biết một mà không biết hai. Mấy năm nay ta vẫn mãi không sinh được con. Đệ có biết trong lòng ta sốt ruột biết bao không? Đương nhiên chàng ấy cũng không dễ chịu, nhưng chàng ấy chưa một lần oán trách, cho dù chỉ đôi ba câu. Hắn dám. Bệ hạ, vấn đề nằm ở chỗ này. Nếu ta đã là thê tử của chàng ấy, tại sao chàng ấy có khó khăn lại không nói với ta? Chính vì ta là công chúa. Đúng như đệ nói, kiêu ngạo, uy phong lẫm liệt. Chàng ấy là một người đàn ông, một quân hầu, lại chỉ có thể nhường nhịn ta mọi lúc. Vị rượu này chàng ấy đã uống nhiều năm rồi. Bệ hạ, sao đệ không nếm thử tiếp? Tử phu nói đúng, lúc đầu nếm có vị chua và đắng, nếm kỹ sẽ thấy thơm và ngọt. Lần này Tào Thọ quả thực đã làm sai, đưa Tương Nhi về quả thực khiến ta khó chịu. Nhưng chính vì như vậy, cuối cùng ta cũng có thể cảm nhận được cảm giác của người làm mẫu thân. Bệ hạ, không phải bệ hạ từng nói đứa bé trong bụng này còn cao quý hơn vàng ngọc châu báu, có sức mạnh hơn hổ phù chỉ huy quân mã sao? Sao không dùng tâm trạng mong đợi đứa bé trong bụng nô tỳ để hiểu được cảm nhận muốn làm mẫu thân của công chúa chứ? Cảm giác được làm cha mẹ quả thực bao hàm sự tôn vinh của thiên hạ, cũng không thể thay thế được. Nhưng những tin đồn kia, tỷ tỷ có thể chịu đựng sao? Ta chịu được sự tôn trọng, cũng vượt qua được những tin đồn. Bệ hạ, nếu công chúa đã nói vậy rồi, người hãy đồng ý đi. Đúng là hết khó khăn này lại đến khó khăn khác. Lần này có thể thuyết phục được hoàng thượng, lại khiến đệ ấy thuyết phục được hai vị thái hậu. Ta biết đều là do muội dẫn dắt khơi thông. Công chúa quá lời rồi, tử phu chẳng làm gì cả. Chuyện này có thể giải quyết thuận lợi đều dựa vào bản năng người mẹ của công chúa. Hóa giải phẫn nộ thành yêu thương, khoan dung độ lượng, bản năng người mẹ.
Trong cung này chỉ có muội hiểu ta nhất. Công chúa nói như vậy, tử phu đúng là vô cùng may mắn. Lúc đầu là do công chúa đề bạt, nô tỳ mới được hoàng thượng sủng ái. Đến bây giờ sắp làm mẫu thân, tất cả đều nhờ công chúa. Thực ra lúc đầu quả thực ta lo lắng, đưa muội vào cung giống như đưa người vào hang cọp. Không ngờ muội lại có thể vượt qua hết những tranh chấp đầy rẫy trong cung. Không chỉ vui mừng làm mẫu thân mà còn được hoàng thượng sủng ái. Bây giờ muội sống an nhàn hơn nhiều so với những người trong cung. Tử phu có thể bình an vượt qua, không phải cũng giống như chuyện này của công chúa sao? Xem cay đắng như mật ngọt, xem tất cả những chuyện xấu có vẻ như không tốt, coi nó là chuyện tốt. Quả thực muội cũng không giống như trước đây. Trước đây tuy cô ca nữ đó khéo léo, nhưng chung quy vẫn non nớt. Còn bây giờ tự nhiên thoải mái, có chừng mực, tốt hơn xưa rất nhiều. Có lẽ là do trên đoạn đường này đã va chạm nhiều, trải qua rèn luyện, ắt tự trưởng thành. Con đường trong cung quả thực khó đi, quanh co khúc khiễu. Chúng ta hãy cùng chăm sóc nhau. Tử phu rất cảm kích ân tình của công chúa. Nếu công chúa bằng lòng tiếp tục giúp đỡ, tử phu nhất định có thể quên đi mọi khó khăn. Bệ hạ, đứa bé đang đạp này không biết có phải là do tiếng đàn khiến nó cảm thấy bất an hay không. Nào, ngồi xuống. Bây giờ thế nào? Bây giờ an phận rồi. Bệ hạ, nô tỳ nghe nói trẻ con thích nhất là học đòi bắt chước người lớn. Nếu bệ hạ chau mày, con chúng ta ra đời há chẳng phải sẽ biến thành hoàng tử chau mày hoặc là công chúa chau mày sao? Đoạn Hành đã tra ra được, đám thổ phỉ dày chặn bắt Vệ Thanh rồi. Người tiếp ứng là thuộc hạ cũ của Hàn Yên, là Hàn Yên chỉ thị bắt cóc. Mục đích là muốn ta lo lắng làm tổn thương đứa bé. Nếu như có thể giết chết Hàn Yên, diệt trừ mối quả này, trẫm sẽ có thể thoải mái và không chau mày nữa. Chỉ hận năm đó lúc còn là thái tử, trẫm đi săn vui vẻ, đã từng đồng ý không giết hắn. Nhưng mà hắn làm nhiều việc ác, ta sớm muốn diệt trừ rồi. Nô tỳ hiểu nỗi khó của bệ hạ. Nếu nói một đằng làm một nẻo là bất tín. Hơn nữa bệ hạ từng đồng ý với Thái Hoàng Thái Hậu không truy cứu chuyện Vệ Thanh bị bắt nữa. Nếu còn nhắc lại càng là bất hiếu. Lẽ nào vì sợ phải mang tiếng xấu này mà để mặc cho tội đồ hại nước hại dân này tiếp tục ung dung ngoài dòng pháp luật? Bệ hạ, nô tỳ chợt nhớ đến một câu chuyện. Trịnh Trang Công và đệ đệ Cung Thúc Đoàn thời Xuân Thu, từ khi được mẫu thân yêu thương, Cung Thúc Đoàn nhiều lần đòi lấy thái ấp, làm trái khuôn phép, thậm chí củng cố binh quyền. Mọi người đều khuyên Trịnh Trang Công trừng phạt đệ đệ của ông ấy, nhưng Trịnh Trang Công lại dung túng cho hắn. Mãi đến khi Cung Thúc Đoàn chuẩn bị dẫn binh tập kích ca ca, Trang Công lại chỉ phái 200 xe ngựa đi nghênh chiến. Bởi vì Trang Công biết sự tàn bạo độc ác của Cung Thúc Đoàn đã sớm làm mất lòng dân. Kết quả Cung Thúc Đoàn quả nhiên bị cô lập hoàn toàn, thất bại bỏ chạy. Trang Công nói: ác giả ác báo, chưa có kết quả người hãy đợi đi. Hàn Yên tội ác rõ ràng, hắn nhất định sẽ ngày càng táo tợn, khiến quần chúng tức giận, tự rước quả sát thân. Uy nghiêm của bệ hạ quan trọng, sẽ không vì một tên Hàn Yên bé nhỏ mà gánh tội danh bất tín bất hiếu.
với tài trí của bệ hạ, chắc chắn sẽ đối phó được. Hàn Yên khấu kiến bệ hạ. Đến rồi à? Không biết bệ hạ triệu tập thần đến là có chuyện gì? Hàn Yên, ngươi nói thanh kiếm này của trẫm trải qua nhiều năm, làm từ quặng sắt hiếm có, cộng thêm có người thợ khéo léo rèn, có thể xưng làm thiên hạ vô song sao? Chuyện đó là đương nhiên. Nếu không phải tuyệt thế, thanh bảo kiếm này cho bệ hạ chứ. Tuy chỉ là thanh bảo kiếm tốt, nhưng thiên hạ vẫn còn thanh kiếm quý giá hơn nó. Đoạn Hành đã tìm được ba cổ kiếm. Nó là kiếm của Khanh, khi đụng phải nó sẽ tan tành. Gần đây ta có thêm thanh kiếm sắc bén, tương truyền là sư phụ của Can Tương Mạc Tà Âu Giả Tử rèn cho Sở Dương. Long Uyên, Thái A, Công Bố, ta không tin kiếm họ Hàn đại nhân làm có thể địch nổi bất cứ một thanh kiếm nào trong số đó. Đừng nói chắc nịch như vậy, thử trước rồi nói. Dân bệ hạ, kiếm của thần tuy tốt, chỉ sợ cũng khó địch nổi ba thần khí do tiên nhân chỉ bảo rèn ra. Trẫm cứ muốn thử. Bệ hạ bảo trọng long thể, thứ lỗi cho thần đắc tội. Cứu mạng của bệ hạ, thần đáng chết, bị người ta lừa gạt nên đã làm tin đây là ba thanh bảo kiếm do ông giả tử rèn ra. Hàn Yên tặng trẫm bảo kiếm, người lấy mấy thứ này để đến so bì. Trước kia còn dám tâng bốc, ba thanh sắc dụng này gãy rồi thì thôi, nhưng suýt nữa thì làm trung thần của trẫm bị thương. Khanh ấy còn phải giúp trẫm đào quặng sắt, rèn ra thanh bảo kiếm tuyệt thế. Cảm ơn bệ hạ, thần nhất định sẽ rèn ra được một lô kiếm tốt dân bệ hạ, giúp bệ hạ lập chiến tích gian danh muôn đời trên chiến trường, để báo đáp ân huệ to lớn của bệ hạ. Được. Đợi lát nữa Dịch Thúc Thúc đưa thịt hun khói đến, cô phải ăn nhiều vào. Lần này thúc ấy dùng phương pháp đặc biệt để sấy khô, ta bảo Dịch Thúc Thúc để dành một ít nữa để đưa đến cho Dạ Thanh sao? Vậy ngày mai ta giúp cô đưa qua đó. Trước hết đừng vội, đợi làm xong quần áo rét đã để đưa một thể qua luôn. Trước đây huynh ấy thường đến thăm tỷ, nhưng tại sao gần đây lại không thấy bóng dáng tâm tích đâu? Có phải là công vụ của huynh ấy rất nhiều hay không? Không đến cũng tốt, chính sự quan trọng. Nó được phong làm cung giám kiến chương cung, rất nhiều chuyện phải nỗ lực gấp nhiều lần, tự thân đi làm, bằng không sẽ khiến người ta bàn tán. Làm xong bộ này rồi, để ta xem. Tinh tế quá. Con của ta đúng là có phúc. Đồ thêu của cô còn tốt hơn cả xưởng dệt. Có thể may quần áo cho đứa con nói dõi đầu tiên của hoàng thượng là phúc của ta. Tử phu, dùng bữa đi. Dịch Thúc Thúc, Hỷ Nương, mọi người đến rồi. Sao không có ai hầu hạ vậy? Ta đi bảo Tố Nhi lấy ít nước. Cô rửa tay trước rồi ăn cơm. Mấy ngày nay không biết làm sao lại mệt mỏi như vậy. Là một đôi giày nam, chắc chắn làm cho ta rồi. Hải Nhi đúng là ngoan ngoãn.
Ông đừng có gây rối lung tung nữa. Chân ông vừa sao? Bạn mới gây rối. Bà đừng có đứng trước mặt Hạng như vạch trần nó nữa. Nó sẽ xấu hổ. Sau này sẽ giấu kỹ hơn. Bà sẽ không làm nổi nhạc mẫu đâu. Ta sớm nhìn ra nó có ý với Đoạn Hành rồi. Là nó không chịu thừa nhận. Đoạn đại ca, cô không biết đó thôi. Vào lễ thất tịch là Đoạn Hành đã giúp nó nhặt kim. Nói không chừng đây chính là số mệnh đã đặt trước. Bà đoán bừa gì thế? Nói không chừng là Vệ Thanh đó. Là Vệ Thanh đương nhiên cũng tốt. Tuổi trẻ mà đã làm đến chức cung giám, sau này còn có cơ hội thăng tiến nữa. Nhưng mà chúng nó cùng nhau lớn lên ở Bình Dương phủ. Nếu như thực sự là một đôi thì ta không cần bận tâm rồi. Nhất định là Đoạn Hành.